Đã thể hiện trách nhiệm cao, tình cảm lớn của các y bác sĩ đối với các đối tượng khó khăn trên xã đảo. Đây có thể coi là một cơ hội rất tốt để chúng ta thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với bà con nhân dân ở vùng khó khăn nhất của thủ đô Hà Nội. Hôm nay thì chúng tôi thấy cái chương trình và được sự phối hợp giữa Hội Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ, rồi Báo Tiền Phong, Hội Liên hiệp Thanh niên về với Ba Vì, về với bà con, thì thật sự đây là chương trình tôi nghĩ rằng là rất là ý nghĩa. Bà con xã đảo rất là khó khăn sẽ quan tâm hơn và nhiều chương trình hơn nữa để có cái việc thăm khám trực tiếp, rồi thăm tặng quà, hỗ trợ động viên những cái khó khăn của sức khỏe của bà con nhân dân. Hôm nay là phấn khởi và là nhà nước quan tâm đến chúng tôi. Là hôm nay là những gia đình thương binh liệt sĩ thì là chúng tôi rất phấn khởi nên được khám, được uống thuốc, được các thứ. Cảm ơn tất cả đoàn thể, các bác sĩ. Rồi thì rất nhà nước quan tâm đến chúng tôi.